một lớn cho cái khúc Tôi Muốn đến từ giọng ca của anh Dương Quý Hùng của bạn tiếp theo này ạ. Và Dương Quý Hùng ạ. Alo, xin chào các anh chị, các chị, Tôi Muốn thì nó cũng là một ý nghĩa rất là trong cái cuộc sống của anh em mình là ngày nay gặp mặt ở đây. Tôi muốn về tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa huyền, tôi muốn làm một thứ cho cây vui trong gió và thâu biển. Thank you.
đến từ anh Dương Trí Hùng. Và phần văn nghệ tiếp theo, xin mọi người dành một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Dương Mạnh Cường với ca khúc Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về. Oh,
đánh vô. Thank you.
chưa có bị cao đúng không? Đây đó, lấy một cái ghế thôi. Anh Đồng ơi, lấy một cái ghế bị cao. Em ơi, cho đi một cái ghế để mấy cô Omega này giới thiệu cho quen. Để tôi kia đi, lên lên lên. Dạ, xin kính mời quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta được bắt đầu ngay bây giờ. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Văn Hùng, chủ tịch